Lê nói đầu tiên cho hai mấy con em thay mặt họ nhà chó. Chó lùn có, chó cao có, chó thấp có, chó nhỏ, chó lớn đều có. Kính chúc các anh chị xem clip buổi trưa vui vẻ, cuối tuần tràn đầy năng lượng và hạnh phúc, làm ăn thì phát đạt, công việc thì thuận buồm xuôi gió. Không nói nhiều nữa thì hôm nay em xin giới thiệu cái bộ sản phẩm nước hoa LT Vành Nhà Elwi. Nói chung thì chắc anh chó đực nào đang bị hôi nách có thể xịt vào một phát hết hôi nách. Mấy chị gái chó cái tìm đến chắc anh mời mặn liền. Còn các chị gái chó cái nào đang hôi lòng thì có thể xịt một phát vào 4-5 anh chó đực đi quay quanh nhà kiếm liền. Nói chung thì xài như thế nào thì không có biết, nhưng mà mua rồi về xài sẽ biết. Sản phẩm này hiện tại bên em có trong chỗ hàng. Các anh chị nào chó đực và chó cái càng có thể liên hệ với chúng em trực tiếp hoặc có thể vô chỗ hàng của chúng em để mua. Hiện tại cái dòng sản phẩm này bên chúng em có cái loại xịt nước hoa nhỏ và xịt nước hoa chai lớn. Gel thì có chai nhỏ cũng có chai lớn. Hiệu quả công dụng thì em không có nói nhiều, tại vì mua về xài mới biết, còn chưa xài thì chưa biết. Hẹn gặp cả nhà. Tại vì we love chào bà con.